Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay chúng ta anh lại cùng ngồi với nhau xem những clip TikTok hay nhất nha. Ok, clip TikTok triệu view. Và mọi người cũng đừng quên ủng hộ cả những cái bạn chủ video TikTok nữa. Mình cảm ơn những bạn chủ video TikTok rất nhiều vì đã cho mình mượn clip để reaction. Ok, và bây giờ chúng ta đến với clip đầu tiên nhé. Là gì đôi ta Cà chẳng phê giải trí Free Fire. Chúng đấy. Uầy, cũng đỉnh đi chứ, lên được cả top Việt Nam này. Uầy, cao thủ 4 sao, đại cao thủ 4 sao này. Lịch tôi cũng đại cao thủ 4 sao. câu chuyện Cà ta phê đã xem giải trí vì Free bên Fire. nhau lưu linh rồi chia ly Nhân dịp quán tổ chức Free ta Fire. Ôi có thật đã á? đâu Không để địa chỉ nhỉ. nói được một đời Trưởng thật. bình thường nào ta níu giữ Đề qua không thể chất anh lượng hơn. không thành Có chữ Free Fire to tướng rời đi còn bóng lưng vô kìa. tận vẫn Ở bên gì nhỉ? Để mà làm bên Canada. Trưởng vậy. Tôi biết đây là ai rồi. Vãi trưởng. Ui, mẹ xuống mẹ xanh đồng luôn. Đây là thằng Jin bịp. Có trận lần trước, có trận nó chơi với tôi trận cuối lên thách đấu đúng không nhỉ? Xong ra ngoài sảnh chờ cái xuống mẹ xanh đồng luôn. Ba nạp mấy ngày. Buồn cười. Đi cày. Ui, mẹ edit siêu nhé. Ui, cái nhìn này, sao sao nó làm được quả, sao nó làm được quả một vòng như thế nhỉ? Xem lại nhé, bắn súng hồi máu luôn ạ. Ui, bắn bằng súng gì nhỉ? Đấy gọi là súng gì nhỉ? Súng hồi máu ấy. Anh trưởng nhỉ? Ơi ơi, sao nó làm được quả như này nhỉ? Đỉnh cao với trưởng nhỉ? Ui. Đỉnh, quá đỉnh, vừa bắn hay vừa edit giỏi. Ui, 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 một con sọt đấy chứ. Cậu đấy đâu yên tâm đâu đúng không? Ui lại còn M82B nữa. Ui đấy 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 đấy. Ui, có mấy quả edit đảo nhá. Rồi, rồi, rồi. Đỉnh, 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 đỉnh. Ui. 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 Chị ơi, chị cho em cái món bún xào, bún thịt nướng, mì xào hải sản với cho em món siêu thị cũ đi. Chị chỉ em ơi. Địa chỉ hả? À chị ha, chị thôi cho em cái món điện thoại 0789. Ủa giỡn mặt. Món siêu thị cũ. Chị ơi, chị cho em cái món bún bún xào thịt nướng mì xào hải sản siêu thị cũ tên quán mấy cái chữ món siêu thị cũ cho em món siêu thị cũ đi. Cái đó là địa chỉ em ơi. Địa chỉ hả? À chị ha, chị thôi cho em cái món điện thoại 0789. Ủa giỡn mặt hả? Có em tay cầm tay thật chặt bên anh và mỗi lúc nghĩ đến em anh lại thấy như có sức mạnh nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh anh nắm tay anh hùng cũng đâu phải. Mẹ, tôi từ lúc tôi tải OB43 đến giờ tôi vẫn chưa biết cái dây đứt gió này sinh ra để làm gì. Ừ, cái dây đây này. Vô dụng vãi trưởng thề. Hình như giờ bị phá rồi đúng không? Chưa hiểu cái dây đứt gió mua để làm gì. Nó chạy nhanh thì nó cũng chả nhanh hơn được tí nào, mà nó nhảy cao thì nó cũng không nhảy cao hơn. Mua cho đẹp thế sao ấy. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người một mẹo rất hay ở game Free Fire. Tuy là chơi game mới được 3 ngày nhưng tôi biết một cách diệt địch rất là hiệu quả. Mọi người cứ làm theo tôi, cứ đi vòng quanh người địch. Nó cứ chạy như thế này. Biết vì sao mà mọi người cứ chạy vòng quanh địch người địch như thế này không? Nó chạy quanh như quanh nó không bao giờ nó bắn trúng. Mọi người cứ chạy vòng quanh người nó, chờ nó bắn hết đạn. Nên mình sẽ bắn nó. Nó. Mình chạy vòng quanh người địch kỳ chờ nó bắn hết đạn. Được. Được. Ờ thì thông minh không? Nào sao mọi người có biết cái mèo hay như vậy được? Cứ việc chạy quanh người nó cho nó chóng mặt, cho nó rối loạn tiền đình luôn. Mọi người mà thấy cái mèo này hay á
thì cho mình một follow để xem được nhiều cái mèo hay ở Free Fire này nữa. Thấy à? Cũng hay thật. Tại mà là làm sao nó bắn mình được? Nhưng mà là buồn cười anh em. Nó bắn nó hết đáng nó. Nếu đây mà là một clip hài thì cực kỳ buồn, cực kỳ hay hiểu không? Mà không biết nó chọn mèo hay Free Fire. Vất súng ra luôn, nó chạy. À, nó hết đáng thấy chưa mọi người? Nó thấy. Hết đáng rồi, chạy rồi. Mình nó. Đó, trả quy vô cực kia. Hết đạn rồi chạy mình bắn lại. Đỉnh quá chứ. Stop. À ờ, cái này là cầm gạch đúng không? Không hiểu ông nào phát minh ra này ạ. Rồi cái nó không dừng dí chọi luôn. Stop. Cười với trưởng qua đường nhưng không vẫy tay luôn cho nhanh. Sáng tạo. Quay edit đúng không? Cái bạn đấy đúng không? Ủa ơi. Chân khủng long luôn à. Mẹ đỉnh thật. Ui. Bạn này edit kinh nhỉ. Thường thừa vậy. Ui. Anh em thấy kinh không? Bắn cực hay luôn đi nhỉ. Tôi bảo thật chứ để làm một cái tình huống như kiểu này thôi, cả edit cũng không biết hết bao nhiêu thời gian anh em. Trưởng. Ui. Là một người chơi ở danh đại cao thủ 4 sao cũng gọi là ok, đã mùa nào cũng lên thách đấu, đấy là trình cao như tôi. Tôi khẳng định bạn này gọi là quái vật anh em ạ. Bắn quá kinh khủng. Ui. À, giờ nhìn Việt Nam đỉnh vậy. Ê. Giờ nhìn Việt Nam đẹp như kiểu như ở New York. Nhưng mà đẹp thật. Đẹp thật. Tòa này, tòa nhà này giống tòa Trăm luôn. Nó có cũng có cái chữ Trăm ở trên. Và đây ở Việt Nam, ui, đỉnh cao. Đỉnh quá. Ờ, mẹ khẩu súng mới ra. Nghe thì khó chịu với trưởng thế. Đâu đây là ghép mà đúng không? Đúng rồi đây là ghép. Đây là ghép. Ghép tiếng. Cái khẩu con gà kìa kêu cục đấy. Là ghép tiếng đúng không? Quả keo này ngon nha. Đọc có ngồi xuống đứng dậy bắn đơn giản nha. Quả keo kia ló đầu ra bắn. Còn vuốt trò thì thôi. Máy bắt ruồi. Ấy. Hôm đó tôi xem là có mỗi một cái thôi anh em, mỗi một cái motor thôi. Này nó nâng cấp lên 4 thằng cầm gậy. Đau thật. Papai fica calado, né? Papai fica calado. Cai. Não tem o render. Nãy bay đi. Fudeu, mano. Valeu. Chúng cây để chúng cây biết ngay mà. Không thể thoát nổi. Thôi rồi. Nhìn phim em mắc cái dáng của nó buồn cười nhỉ. Quả này mà lo lém cái gì nhỉ? Lo lém gọi thính xuống là đi luôn đúng không? Anh bạn trẻ ạ. Chủ tịch ạ. Anh bạn trẻ, bài diễn thuyết hôm nay của cậu rất là tốt. Có lẽ là tôi sẽ ký hợp đồng với công ty của cậu. Không xem ạ. Thực ra cái nghĩa vụ mà giúp đỡ người tàn tật ấy là nhiệm vụ của tôi rồi. Nó quá là bình thường, không có gì to tát cả. Đã rất tài năng mà lại còn khiêm tốn. Được. Tôi rất ưng. Ê, bây giờ điều phiền cậu có thể giúp tôi đi được không? Bởi vì tôi bị cúm mất cả hai tay mà. Dạ thưa.
khách ở chợ. Đỉnh vậy. Uầy, đẹp nhé. Với trưởng thật. Cái trời này là ghép mà đúng không? Cái trời này này. Trời trong Free Fire đâu có nắng đâu. Cái này là chắc chắn là nó dài hơn rồi. Cái này thì ngắn hơn. Cái này dài hơn rồi thì chỉ có cái này thôi. Cách khoanh trách nhiệm lấy 10 điểm. Cái này là đúng nhất rồi gì? Cái này là bằng khoảng cách từ đây đến đây khoảng nhá. Khoảng cách 1,3 đúng không? Thì cái này là hợp lý nhất. Các bạn có thấy hai khoảng cách này bằng nhau không? Thì cái này nó phải bằng cái cũng này. Cũng có cơ sở vào đây đúng không? Chữa bài các bạn A nhá. Đúng có cơ sở đi. Đấy, mẹo nó chỉ có thế thôi. Lấy trước to cho chọn. Này bạn đi edit mà đúng không? Uầy. Này bạn này bắn toàn những khẩu không ghi tâm ấy nhỉ. Ui. Có kỹ năng gì kia. Ui ui ui. Ui. Như này. Ui. Xuyên không à. Ui lại còn nhìn này. Ảo thật đấy. Uầy. Ui. Mẹ, quan trọng là edit đỉnh cơ. Bạn này cũng vừa edit đỉnh em ạ. Một tràng vỗ tay. Quá kinh khủng. Ảo nha. Cái chen này, cái chen là đi lên bậc thang của ông muốn đi lên tận 5 hay 6 bậc được cơ. Kiểu cứ leo leo lên cao ấy. Mà không bấu ở đâu đâu nha. Anh trưởng. Ảo thật. Ngày chia tay em, cả mát Free Fire tìm chỗ đúng. Anh trưởng. Quái vật đã trỗi dậy. Ngày chia tay em. Anh trưởng thật. Quẩy mẹ nó bay cả dù luôn ạ. Quả này bắn kinh nhỉ. Olha o meu neném assando carne. Oh meu Deus do céu, como é lindo. Ih, tô zindo, cái đằng sau này. Mãe do céu, que já sabe assar carne pra mãe dele almoçar. Đấy, tôi biết ngay mà. Biết ngay mà. Ai đây? Tại tại meu Deus do céu. Xóa luôn. Xóa luôn. Mano, olha o que eu vou fazer. Ó, meu squad já tinha morrido. Eu lembrei que já que era final, né? Não tinha o que fazer. Era a última partida, era diário. Fui quitei mesmo. Não quero nem saber. Làm thằng dí theo. Ai, agora. Máy trưởng. Hai thằng cũng biết luôn. Fica, fica, fica. Não acredito, cara. Não viu, não viu. Não viu, não viu. Meu, mata esse cara, tio. Mata esse cara. Mata não, mata não, mata. Bị bẻ gánh à. Bị ăn đòn à. Máy trưởng vậy. Lại trêu. Cay với kích. Chơi game thôi mà áp lực anh em. Biết nó thế rồi cứ trêu. Khổ vậy trường. Để còn cho lắm máu chứ. Vừa đấm vừa xoa. Để cơ, thấy bo thu này còn cho nó máu đấy chứ thì lâu ruột. Mẹ cày thì cày cũng làm gì được anh em. Cày đỉnh đấy nhỉ. Quay quay quay. Mẹ quá đồ họa. Mẹ nhìn quá đồ họa này. Mẹ trưởng này. Mẹ tôi nói thật đi. Con iPhone 5S đâu tôi để đâu rồi. Con iPhone 5S chục năm trước của tôi chơi nó còn mượt hơn nhiều, nó còn bật được đồ họa mắc luôn ấy.
Con này chắc phải độ iPhone 4 hoặc iPhone 3. Ôi rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng 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 chỗ đó luôn, đúng rồi. Nhắc máy trường này. Ai coi ấy nhẹ nhẹ cái tài để xẹp cái bụng bức lèo của chị nha. Đúng rồi, đúng rồi. Anh không chỉ muốn ở bên em tối nay. Đàn ông chúng tôi đơn giản. Giá như con giống như con cho em đến đây. Thật thiện vãi trưởng trẻ. Anh không chỉ muốn cho em đi nắm tay. Đang say tôi này. I'm falling down, you break my soul. Em đã dịu dàng là con hái nó nụ cười. Đó là lần đầu mà anh nắm sắp. Thế nếu là con gái thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ bảo thằng mấy thằng âm mà. Đúng không? Anh không muốn ta phải xa nhau. Bởi vì chúng ta không muốn ai phải cô đơn. Trái tim anh đã là sổ alone. Giống như cơn sóng rơi dền theo. Anh như trẻ lạc, con tâm tối giữa rừng thông. Cổng trời thung lũng nóc xưởng, nhưng anh thích nhất là làn thông. Anh là pro Free Fire, cứ kéo tâm là phun đỏ. Gieo cho anh một mầm sống, nhưng anh đánh xuống danh đồng. Danh đồng vậy trường thế. Tại phải chia tay biển đồ cô về Hà Nội. Tôi thề chứ. Ngày trước có thằng bạn nó đi biển này. Không, ngày bé bé nó đi biển, nó đi cắt bà, nó lấy quà về cho cả lũ, nó lấy một túi cát về, nó chia xong về mỗi đứa chìa tay ra, nó dốc cho một tí cát biển vào tay mà tôi không được nó cho, tại vì tôi vừa quánh nhau nó không cho để cay với trưởng vậy, nghĩ đến tận bây giờ nó còn xúc cát với cát về nó mai là lên 15 tuổi rồi, không biết điều gì sẽ chờ đón mình vào tuổi 15 đây. 15. Wow, háo hức quá. Ôi, đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Chúc mừng con đã lên tuổi 15. Bây giờ con sẽ được chọn cá tính của con là một dân tổ hay một sad boy. Đu bốc đầu. Một dân tổ hay một sad boy khác đúng không ạ? Còn Weibo với cả boy phố nữa đúng không? Hết slot rồi con ạ. Còn hai cái. Mẹ đúng đấy mẹ. Tôi có một thằng em tên Kẹo cũng boy phố. Một thằng em tên Xin thì nó chọn sad boy. Một thằng tên Dũng thì nó chọn là dân tổ. Thôi đành chịu thôi con. Chưa có thằng Weibo quá, bọn nó chiếm hết slot rồi. Con chọn tạm hai cái này đi. Con chọn sao? À có thằng Mạnh Weibo. Con chọn sad boy. Nam ơi. À chào bạn. Tí nữa về đi đua xe với tao không? Không, tôi chọn. À mày chọn sad boy đúng không? Đúng rồi. Thế thôi nhá. Sức đăng story của bạn. Bạn đi nhá. Sad boy. Từ từ. Huyền bắn nhỏ con gái nha, tôi bắn thằng Argentina này. Chiến thuật. Và trận sau này nó giã cho thôi. Trận sau nó giã cho thì thôi. Nhìn thấy con này đang yêu nhỉ. Đợt cạnh nhà hàng xóm của tôi cũng nuôi vịt này. Xong kiểu mỗi ngày là cứ phải đi chăn nó, cứ phải dẫn nó đi chăn ấy. Nó còn lọt bố nó xuống cống rồi, buồn cười với kìa. Điểm quân số còn xong còn thiếu rồi. Chạy khắp đường người nghèo. Và giờ hàng xóm cũng nuôi nữa rồi. Buồn cười với trưởng trẻ. Nhìn đáng yêu, ngoài đời đáng yêu lắm. Cái này đẹp này. Ok, chúng ta ngồi được với nhau khoảng độ 17 phút, 18 phút. Khoảng độ cứ gọi cho là 20 phút đi. Chúng ta đã ngồi được với nhau khoảng độ 20 phút rồi và clip đến đây thì cũng hết rồi. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký nếu thấy clip hay và đừng quên ủng hộ những bạn chủ video trên TikTok nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nhớ bật chuông lên để xem livestream của mình vào mỗi buổi sáng lúc 10:30. Lên tôi kéo danh cho anh em, hợp lý. Còn giờ thì thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Tạm biệt.